Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Thụ Động Nguyên MMP. Hôm nay mình sẽ cập nhật tới các bạn những cái thông tin mới nhất về cái cách claim của đồng 2 đô la mà dự án ta đang theo đuổi. Thì trước đây cái đồng 2 ấy thì chúng ta có thể claim nó ở trong Telegram các bạn nhé. Thì để claim như trước đây ấy thì chúng ta gõ 2 này, sau đấy nó sẽ bấm vào claim này các bạn nhé. Đấy, tuy nhiên là bây giờ nó yêu cầu là chúng ta là khi mà get reward thì chúng ta cần phải download theo cái đường link ở đây, tức là theo Android thì theo đường link ở bên trên, iOS thì đường link ở bên dưới, thì các bạn có thể download nó về để chúng ta claim các bạn nhá. Thì cách sẽ là như sau. Thì trước khi vào download ấy, thì mình sẽ thử ở trên web xem thử có được không các bạn nhá. Các bạn ở trên web thì các bạn đăng nhập vào trang web.2.com, sau đấy các bạn gõ số điện thoại của các bạn vào, bỏ số 0 đầu tiên. Rồi ok, sau khi đăng nhập vào trang web ấy, thì ở cái trang web.2.com ấy, thì các bạn có thể bấm vào cái hình phần thưởng ở đây các bạn nhé. Bấm vào đây này. Đấy. Sau đấy thì nó hỏi các cái câu hỏi đây thì các bạn có thể đọc qua hoặc là trả lời đại một câu các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn bấm vào đây hoặc là bấm vào đâu đấy tùy các bạn. Đấy. Thì nó cũng chúc mừng các bạn là nhận được 1 hai này. Và đây là một cái quảng cáo để chơi game để kiếm thêm đồng 2 các bạn nhá. Thì các bạn có thể là bấm vào đây để tìm hiểu hoặc là không cần bấm cũng không sao. Đấy, thì các bạn bấm đóng vào đây này. Đấy là được các bạn nhá. Sau đây mình sẽ hướng dẫn với các bạn cái cách mà chúng ta cài app ở trên điện thoại các bạn nhá. Đấy, các bạn như vừa rồi mình hướng dẫn thì các bạn bấm vào claim, nó sẽ báo hai cái dòng, là một dòng là chúng ta cài ở Android, một dòng là chúng ta cài ở iOS. Đấy, thì chúng ta có thể bấm vào hai Android ở đây. Đấy, đường link ở đây thì chúng ta cài ra các bạn nhé. Một số bạn sẽ gặp cái trường hợp là thiết bị của bạn không tương thích với phiên bản này này. Đấy, có thể nếu như mà điện thoại của bạn mà không tương thích thì bạn buộc phải vào cái đường link web.2 các bạn nhé. Web.2.com đấy, để các bạn claim. Trong trường hợp mà điện thoại của các bạn là phiên bản đời nó cao hơn một chút thì các bạn có thể vào CH Play, bạn gõ 2 đô la các bạn nhé. Đấy. Đấy, khi nào mà thấy chữ cài đặt ở đây ok và dưới này không báo dòng đỏ như lúc nãy thì chúng ta bấm vào cài đặt. Cài đặt xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào mở. Sau khi cài xong thì các bạn có thể đăng nhập ở đây, các bạn nhập số điện thoại, bỏ số 0 đằng trước đi các bạn nhé. Việc đầu tiên sau khi đăng nhập vào thì họ viết rằng nhận thưởng hàng ngày bằng cách bấm vào cái hình hộp quà ở đây. Đấy. Thì các bạn bấm tiếp theo này. Đấy, ở đây là giới thiệu bạn bè này, bấm tiếp theo này. Đấy, ở đây là chúng ta có thể mua đồng 2 này, bấm tiếp theo này. Đấy, và nhấn nút bắt đầu là ở đây này các bạn này. Rồi, bấm tiếp theo này. Đấy, thì chúng ta sẽ nhận quà hàng ngày bằng cách là bấm vào cái hộp quà này các bạn nhé. Bạn có thể trả lời cái câu hỏi các bạn nhé. Tất nhiên là ok rồi, đúng không? Giờ đây em tuyệt vời, kiểm tra số dư của tôi này. Đấy, các bạn có kiểm tra số dư ở đây hàng ngày. Đấy, thì cách cài cái app khá là đơn giản. Và các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta phải cài đặt KIC bậc 1 các bạn nhá. Tối thiểu là bậc 1 các bạn nhá. Đấy, thì cái đồng 2 này nó mới có giá trị. Đấy, thì cách KIC thì các bạn có thể lên kênh của mình. Đấy, lên kênh của mình. Đấy, bạn tìm 2 KIC nhá. KIC 2 thì các bạn có thể tìm. Đấy, thì mình đã có cái hướng dẫn. Thì cách KYC sau này nó khó hơn cách KYC trước đây. Tuy nhiên là các bạn cũng thực hiện theo các bước và các bạn thực hiện cài ra để các bạn có thể nhận được cái đồng 2 sau này. Còn các bạn mà không KYC thì sau này cái đồng 2 nó sẽ tự gọi là thu hồi và phân bổ lại các bạn nhé. Đó. Thì trên đây mình đã giới thiệu với các bạn về cái nội dung mà chúng ta claim hàng ngày. Thì mình tóm tắt lại là các bạn có thể vào trang web web.2.com trong trường hợp mà điện thoại của bạn Android, đời Android nó hơi thấp và chúng ta đăng nhập vào bình thường và chúng ta claim hàng ngày. Đấy, trước mắt là như thế. Cách thứ hai là các bạn tải app về. Đấy, tải app về và chúng ta thực hiện claim bằng cách bấm vào hộp quà các bạn nhé, ở trên này. Đấy. Và chúng ta nhận hàng ngày. Rồi. Và cũng nói luôn là đồng 2 này thì từ đầu dự án là họ sẽ trả cho chúng ta sau 1 năm và trả dần các bạn nhé. Sau 1 năm. Đấy, thì các bạn cứ theo đuổi dự án đi. Mình cũng theo đuổi dự án cũng khoảng 7 tháng rồi. Và sau sang tầm giữa năm nay thì chúng ta sẽ được trả dần. Tuy nhiên là mình cũng đã rút được một số 2. Một số 2 này thì 6 tháng trước họ cho những người mà làm nhiều, thực hiện nhiều các bạn nhé. Đấy, chứ không phải là người nào họ cũng cho. Đấy, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đây là một dự án rất là tuyệt vời của
sellbitcoin.com. Đấy, và đây là một dự án rất là tốt gửi tới các bạn, và chúng ta hãy nắm bắt thời cơ để chúng ta làm. Mình cũng xin kết thúc video này tại đây, và xin chúc các bạn kiếm được thật nhiều đồng hai. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.